Hello, xin chào anh chị. Xin chào tất cả các anh chị nhé. Anh chị nào vào xem rồi thì chào em Lý một câu nha. Ok, để em Lý phát xem chung bên này anh chị ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm thái độc cà phê và giải đáp thắc mắc cho anh chị nhé. Hello, anh chị nào xem được em Lý rồi thì anh chị chào em Lý một câu nha. Cho em Lý 30 giây nữa anh chị nhé. Để em Lý chia sẻ cái này của bên trang cá nhân này. Lúc nào em Lý cũng phát hai nơi hết trơn nữa. Em Lý vẫn bây giờ bị đau họng mà nó đỡ đi chứ nó chưa hết hẳn. Đang là không có sử dụng thuốc tây để nó hết tự nhiên vậy thôi. Rồi, xin chào anh chị nhé. Bây giờ em Lý sẽ thực hiện cái thải độc cà phê anh chị ha. Anh chị thông cảm giúp em ha. Hiện tại là em Lý đang bị đau họng. Nè, đây là cái đồ dụng cụ là sáng nào em Lý cũng chuẩn bị hết này anh chị. Phòng của em Lý là buổi sáng nếu mà mở cửa sổ ra là nắng chiếu vào rất là nhiều. Đó, đây là ánh sáng rất là đã luôn. Ok rồi, xin chào anh chị nhé. Hello chị Tình nè, xin chào chị Tường Vi, xin chào chị Thu Hoài. Rồi, xin chào tất cả các anh chị ha. Thì bây giờ em Lý sẽ thực hiện cái thải độc cà phê. Cái này là cái mà em Lý làm mỗi ngày anh chị nhé. Khi mà mình sẽ nấu cái tinh chất cà phê hữu cơ lên này các anh chị. À đây, em có chuẩn bị sẵn cái dụng cụ để em cho anh chị coi nhé. Đây này các anh chị. Anh chị lưu ý nhé, trong cái phương pháp này quan trọng nhất là cái cà phê hữu cơ anh chị ha. Nghe là cái này là cái cà phê hữu cơ loại 1 luôn anh chị ạ, là em Lý đang dùng cái loại này luôn này. Đối với cái phương pháp này thì quan trọng nhất là cà phê, thì còn những cái khác các anh chị thì thật sự là nó cũng quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng cà phê đâu. Đây là có rất là nhiều anh chị á, thì thứ nhất là mua cà phê ngoài siêu thị này mà nó không có đạt chuẩn theo cái điều kiện của viện Gerson đó các anh chị, thải độc á, hay là tại nhà mình có cà phê đúng không ạ, thì các anh chị cũng muốn tiết kiệm. Tuy nhiên thì như cái này thì như đối với cà phê thì em Lý nghĩ là các anh chị cứ mua hàng chuẩn đi, mình dùng nó vừa an toàn mà mình cần nó. Đây là cần cái hiệu quả chứ không phải là ấy đúng không anh chị. Hello, xin chào chị Linh Phương Vũ nhá. Em chào chị yêu ạ. Rồi bây giờ nè, thì em Lý sử dụng cái loại này nửa năm nay rồi thì em cũng có là chia sẻ cho mọi người cái loại này luôn. Nên nếu mà các anh chị mua cà phê của em Lý phải đúng cái này thì các anh chị mới nhận cho em nhé. Rồi bây giờ em Lý sẽ bắt đầu mở cái này lên để thải độc này, được chưa? Rất là đơn giản thôi anh chị. Là mình sẽ đưa cái cà phê này, đưa cái hỗn hợp cà phê này thì nó như một cái bình này của em Lý nó là 1,1 lít đúng không ạ? 1 lít đến 1,3 lít. Thì mình sẽ truyền, em thông thường thì em Lý sẽ truyền 1 lít vào trong cái đại tràng của mình thông qua đường hậu môn để làm cái gì, để nó lấy hết cái phân thừa ra anh chị nhé. Cái quan trọng là nó lấy được những cái phân đóng khối đúng không ạ, những cái lớp độc tố và từ ở trên gan nữa, nó giúp mình thanh lọc máu ở trong cái đại tràng của mình để nó đưa ra bên ngoài. Bởi vì bằng cái việc mà các anh chị đi vệ sinh bình thường các anh chị thì nó sẽ không hết được, cái này là khoa học chứng minh anh chị nhé. Các anh chị có tin hay không thì đó là quyền của anh chị, nhưng sự thật nó là như vậy đúng không ạ? Nghĩa là rất nhiều anh chị nói là mình anh hoặc là chị vẫn đi vệ sinh bình thường, là chị vẫn đi vệ sinh rất là ổn, chị ăn uống rất là ổn thì nghĩ là không cần làm phương pháp này. Thì đúng, nếu mà mình đi vệ sinh được hàng ngày thì nó là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không anh chị ha. Thì em rất là chúc mừng anh chị, nhưng sẽ tốt hơn nếu mà các anh chị làm thêm cái này nữa đúng không ạ. Mình nếu mà mình đi hàng ngày thì mình vẫn có thể là làm cái này hàng ngày được, hoặc là 2 ngày 1 lần, hoặc là 1 tuần 2 lần gì đó đúng không ạ. Còn nếu mà mình làm được hàng ngày trong khoảng 3 đến 6 tháng đầu thì càng tốt anh chị nhé. Anh chị phải biết là bản thân bác sĩ Hiromi Shinya đấy các anh chị, 30 năm qua ông là người đầu tiên nghiên cứu ra phương pháp mổ nội soi này. Một ngày ông nội soi đại tràng cho từ 50 đến 60 bệnh nhân trong 30 năm qua, nghĩa là phải 3 4 sorry anh chị nhé. Vâng ạ, em chào chị Thảo Ly nhá.
Ông có sống rất là lành mạnh nhưng nghĩa là sinh hoạt rất là điều độ, nhưng ông vẫn làm phương pháp này hàng ngày, làm tại nhà, và ông cũng khuyên là mọi người nên làm hàng ngày. Vậy nên là đó là lý do vì sao mà mình làm hàng ngày các anh chị nhé. Em làm mỗi ngày nửa năm nay, em chỉ thấy được chứ thật sự là chưa thấy mất gì hết á. Nhiều anh chị rất là lo đúng không ạ, nhiều anh chị rất là lo lắng, còn còn khi mà bản thân em đi làm thì em chỉ có thấy được thôi, được rất là nhiều cái luôn mà không có chưa thấy mất gì cả. Vâng, à đây em có một số chị hỏi em á, bị tới tháng phụ chị em phụ nữ mình là tới ngày đèn đỏ có làm được không? Thì thực ra các anh chị mình làm được các anh chị nhé. Tới nếu mà chị em phụ nữ mình á tới ngày đèn đỏ mà các anh chị muốn làm thì mình làm được, còn nếu mà nó bất tiện quá đúng không ạ, nhiều khi nó không được tiện lắm thì mình có thể ngưng vài ngày, còn nếu mà các anh chị muốn làm thì mình vẫn làm được, không có vấn đề gì hết các anh chị ha. Chỉ có trong trường hợp là nếu mà các anh chị mới mổ các anh chị, nghĩa là cái mới mổ rạch ở trên bụng, ví dụ mổ đẻ này hay là mổ cắt cái gì đó ở trong bụng mà cái vết thương của mình nó chưa có lành hẳn thì mình chưa có làm liền này, hoặc là mình đang bị đại tràng xuất huyết đúng không ạ, hay là đang bị trĩ ra máu. Nếu mà bị trĩ bình thường mình làm rất là tốt luôn anh chị ha, rất là nhiều người mà cái làm mà cái trĩ nó teo đi được, và tất nhiên là phải thêm nhiều yếu tố khác nữa, nhưng cái này là một trong những cái rất là quan trọng các anh chị nhé. Và còn nếu mà trong trường hợp mà trĩ mà bị ra máu nhiều quá không tiện đó, thì các anh chị có thể làm bằng nước ấm để nó đẩy cái độc tố bên trong đang rất là nhiều ra, có thể bôi thêm một ít dầu dừa vào trên cái đầu, cái đầu ống á, đưa vào bên trong cho nó dễ anh chị ha. Đó, còn cái đây là cái bộ thải độc cà phê anh chị nhé, là gồm cái gói cà phê này. Anh chị lưu ý cho em nhé, cà phê cần phải là cà phê hữu cơ loại 1, thì thực sự thì một ký này xài được đến cả 3 tháng, nên là nó rất là rẻ luôn anh chị. Nên là anh chị đừng có tiết kiệm quá mà mình cứ đi mình ra ngoài mình mua, cũng ý là ra ngoài siêu thị với các anh chị, nhưng nếu mà đúng cái loại này thì các anh chị hẵng mua để mà mình đưa vào trong đại tràng, còn nếu mà không phải thì nó là cà phê uống á các anh chị, thì mình làm nó thứ nhất nó cũng chẳng hiệu quả gì cả, mà đôi khi nó lại còn mang cái nguy hiểm đến cho bản thân, anh chị lưu ý cho em lý nhé. Cái thứ hai các anh chị, đây em nói sơ qua nhé, tiện đây có cái thùng dụng cụ lấy là cho anh chị coi luôn đây này. Cái đây là cái túi truyền, nếu mà anh chị nào mới làm á thì mình làm cái bằng cái túi này để cho nó quen, bởi vì nó có cái mực nè các anh chị, 200-300 ml đến 1000 ml, 1200 gì đó là mình sẽ đo được các anh chị nhé. Còn nếu mà các anh chị làm quen rồi thì các anh chị dùng cái bình inox giống như em Lý đây này, trời ơi nó rất là tiện luôn anh chị. Sạch nè, thứ nhất là nó sạch, cái thứ hai là nó tiện dễ vệ sinh, và cái quan trọng nhất là nó an toàn anh chị ạ, dùng rất là lâu bền nhá, nhưng cái quan trọng là an toàn. Bởi vì cái túi nhựa này các anh chị, trong cái y tế người ta chỉ dùng một lần người ta bỏ thôi đúng không ạ, nhưng đối với cái cà phê này thì em Lý hôm trước cũng có ngồi tính ra là mình có thể dùng được khoảng 15 cho đến 20 ngày, bởi vì nó chỉ là cà phê chứ nó không có cái chất hóa học giống như trong thuốc, nên là mình không có cần phải một lần bỏ, nó rất là tốn, nhưng mình không nên xài lâu hơn, bởi vì cái nhựa đúng không anh chị, anh chị biết là cái nhựa mà khi mà mình cho nước lạnh vào nó đã khác rồi, chứ không kể là bây giờ cái cà phê của mình là mình cho nước ấm, thì chắc chắn là cái hạt nhựa nó sẽ có ra, về lâu về dài thì nó lại không tốt cho sức khỏe. Nên là các anh chị có thể khi mà mình mới làm mình sẽ làm bằng cái này, nhưng khi mình làm quen rồi các anh, em Lý rất là khuyên các anh chị nên chuyển qua bằng những cái dụng cụ cao cấp, là bằng cái inox này, mình mua lần gần như là mình xài cả đời luôn đó các anh chị. Còn trong nhà của mình nếu mà mình hay đi du lịch thì mình chuẩn bị sẵn một vài bộ như thế này, đi du lịch hay đi chơi mang theo các anh chị nhé. Ok ha, lưu ý cho em nhé, không có xài lâu hơn nửa tháng các anh chị ha. Rồi và thêm một cái nữa các anh chị cần chuẩn bị nhé, anh chị cần phải có để mình bắt đầu để mình làm á, vì rất là nhiều anh chị kêu chị chẳng biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ chị có cái bộ dụng cụ chị hãy bắt đầu bằng thải độc cà phê đúng không ạ. Thải độc cà phê thì hãy đặt được, hãy có cái bộ dụng cụ thì mình làm thôi. Nè, đây cái ống này đưa vào trong hậu môn các anh chị nhé, cần nối riêng một cái ống để đưa vào hậu môn. Một cái ống này thì các anh chị dùng khoảng 3 lần là mình thay cho em Lý, chứ không xài lâu hơn các anh chị nha. Này các anh chị lưu ý nhé, em nói này, những cái bộ dụng cụ y tế này á, trong y tế người ta chỉ dùng một lần người ta bỏ thôi, còn ở đây á, là em Lý tính là mình có thể tận dụng nhiều hơn, nhưng đừng có tiết kiệm quá đúng không ạ, bởi vì cái này xài gần như là không hư các anh chị ạ, không bị rách, không bị thủng, không bị gì cả, nó rất là bền. Tuy nhiên các anh chị phải biết là cái đồ nhựa mà khi mà mình đưa vào trong cơ thể của mình nhá, thì nó sẽ không tốt, kể cả đồ ăn đồ uống trong gia đình của anh chị. Các anh chị nên dùng bằng cái thủy tinh, bằng sành, bằng sứ
Thế còn những cái đồ nhựa thì hạn chế xuống mức thấp nhất có thể các anh chị nhé. Được chưa? Các anh chị lưu ý cho em Lý ha, mà nó cũng bền hơn nữa. Mà xài bằng cái bình inox nó đỡ xả rác ra môi trường. Chứ các anh chị biết bây giờ cái trái đất mình đang nóng lên bởi vì rác thải của con người đúng không ạ? Đây là cái này các anh chị nhé. Đó là em nói một bộ thải độc gồm những gì đấy em? À vâng ạ. Cái bộ thải độc của em á chị là có một cái ký cà phê như thế này chị Hoa nhé. Một ký như thế này. À, túi này nó có 5 đến 6 túi chị, 6 túi chị nhá, 6 túi này. À, với lại là 20 dây ống đưa vào hậu môn thì một cái bộ đấy của em là 1 triệu mốt đấy chị Hoa. Là chị dùng cho em được khoảng 3 tháng từ 90 lần cho đến 100 lần chị Hoa nhá. Được chưa? Còn nếu mà anh chị nào mà làm rồi á chị, anh chị nào mà làm cà phê đúng không ạ? Và mình muốn thải độc mạnh hơn thì các anh chị dùng thêm cái viên thải độc tế bào này cho em nhá. Một gói nửa ký chị nhá. Trong trong cái bộ thải độc đó sẽ có hai gói chị Hoa. À, được chưa? Là một gói như thế này á, là nó sẽ là nửa ký và chị dùng cho em khoảng 1,5 tháng chị ha. Đó, chị cứ mở ra chị dùng cho em thôi. À, các chị có thể lấy cái này về, các chị cho vào trong cái thủy, cái bình thủy tinh hay là một cái bình gì đó để các anh chị mà bảo quản cho nó tiện hơn các anh chị nhá. Hôm trước á, có một chị hỏi em tại sao không đóng gói nhỏ ra. Thì em nói thật với các anh chị, bây giờ tất cả các doanh nghiệp trên thế giới người ta đều hướng đến cái sự cái gọi là cái bây giờ người ta đang cạnh tranh cái sự thân thiện với môi trường các anh chị. Người ta làm sao để hạn chế xuống mức thấp nhất có thể là cái việc xả rác ra môi trường. Nên là khi họ đóng như thế này thì nó sẽ nghĩa là nó sẽ thân thiện với môi trường hơn, ít xả rác ra môi trường hơn các anh chị nhé. Đó, còn nếu mà anh chị nào mà mình muốn thải độc cao cấp hơn nữa đó thì các anh chị dùng thêm viên thải độc tế bào này. Đó, cái này thì em cũng nói nhiều rồi đúng không ạ? Là mình sẽ uống cái viên này mỗi một ngày 2 viên sau sáng và bữa sáng và bữa tối. Nó nghĩa là về bản chất cái viên này các anh chị nó sẽ là cung cấp cái dưỡng chất, nghĩa là nó là dinh dưỡng thôi. Nên là em đi dùng 2 năm rồi các anh chị nhá. Nhưng mà em lý phát hiện ra một cái cơ chế của nó mà nó giúp cho mình thải độc, tại sao gọi là thải độc tế bào. Nghĩa là nó khi trước khi nó đưa khoảng 40 loại vitamin khoáng chất vào trong cái tế bào của mình các anh chị, nó sẽ có một cái rất là hay là nếu như cái tế bào của mình đang còn độc tố thì cái này nó sẽ tự chuyển sang cái cơ chế là đào thải độc tố của cái tế bào đó, đẩy ra bên ngoài đúng không ạ, để nó đưa cái dinh dưỡng của bản thân nó vào trong cái tế bào, nó hấp thu rất là nhanh các anh chị nhé. Còn cái độc tố của tế bào nó sẽ được đưa về đâu thì cơ thể của mình các anh chị độc tố đúng không ạ, nếu như mà các anh chị thải độc cà phê đúng không ạ, cái gọi là cái đại tràng của các anh chị sạch thì bắt đầu là cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ được hưởng ké đúng không, nó sẽ được sạch theo, nó sẽ được khỏe theo. Thì khi mà cái đại tràng và cái hệ tiêu hóa của mình sạch, lá gan của mình sạch thì ở những nơi đâu có độc tố nó sẽ tự động nó dồn về đường ruột và dồn về gan, bởi vì nó cơ thể cái đó là cái quy luật tự nhiên anh chị nhé. Bởi vì cái cơ thể của mình đó là hai đường ruột, là nơi mà cái độc tố có thể đi ra bên ngoài được thông qua đi vệ sinh này, thông qua cái việc mà mình đi tiểu đúng không ạ, thì nó sẽ tự động được đưa về đường ruột, đưa về gan, và gan nó sẽ bắt đầu nó đào thải ra bên ngoài, nó đẩy xuống dưới cái đại tràng của mình hoặc là đẩy qua đường mồ hôi. Nhưng đường mồ hôi nó chỉ là một phần nhỏ nhưng nó vẫn rất là quan trọng, nên các anh chị nên tập thể dục để ra mồ hôi, đào thải độc tố các anh chị nhé. Còn mình thải độc cà phê để những cái độc tố nó đã được đưa về hệ tiêu hóa, nó được đẩy ra bên ngoài, được chưa? Đó là lý do vì sao nếu mà các anh chị làm thải độc cà phê mà nếu mà được á, các anh chị uống thêm cái viên này nó sẽ thải độc từ cấp độ tế bào mạnh hơn này và hiệu quả hơn, da rẻ của mình sẽ mau đẹp hơn các anh chị nhé. Người càng nhiều độc tố thì các anh chị sẽ càng thấy là cái sự thay đổi của mình nó càng lớn các anh chị ạ. Ok. Nãy giờ nằm xong hết rồi đấy. Ok này, hết rồi các anh chị. Đối với cái bình inox này các anh chị, tại sao mình phải dùng quen? Bởi vì mình sẽ không có nhìn được là còn bao nhiêu nước đâu. Chỉ khi nào hết là hết thôi này. Khi nào nó hết thì nó sẽ bị đứt đứt như thế này. Đó, cái nước nó đứt đứt như thế này các anh chị nhé. Ok ha, nên là nếu mà các chị em nào mà đến tháng đang làm thải độc cà phê mà tới tháng thì cách mình cứ làm bình thường thôi. Còn nếu mà không tiện làm thì mình ngưng mấy ngày các anh chị nhé, rồi mình làm tiếp. Còn cái bộ thải độc cà phê á, thì nó sẽ bao gồm những cái mà em Lý mới chia sẻ cho các anh chị. Và phải lưu ý cho em là cà phê cần phải là cà phê đạt chuẩn các anh chị nhé. Trong phương pháp này không có kỹ nào quan trọng bằng cà phê hết ha. Rồi những cái bộ dụng cụ như thế này, viên thải độc tế bào. Anh chị nào mà mình cần đặt thì mình cứ để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số của em là 0967 937 564 anh chị nhé. Hoặc là kết nối với em Lý qua Zalo
cái số đó là cái số hotline nên thực sự là anh chị gọi thì nếu mà máy nó bận thường xuyên là do khách nó gọi nhiều quá đấy, thì em Lý có thêm một cái số dự phòng nữa, anh chị có thể viết lại giúp em là 0888 571 137, anh chị ha, đó là cái số Vina của em á. Em Lý đọc lại nhá, anh chị lưu lại khi nào cần là sẽ có lúc cần đấy các anh chị. Bây giờ nếu mà mình chưa có nhu cầu, nhưng nếu mà các anh chị là người quan tâm đến sức khỏe, anh chị cứ lưu lại nhá, đó là 0967 937 564. Số này là dùng Zalo này, và thêm một cái số dự phòng nếu mà các anh chị gọi số kia mãi không được á, là 0888 571 137, anh chị ha. Đó, để nếu mà anh chị gọi không có được á. Ok nhá, bây giờ thì em đi xong rồi, xong thì phải đi xả thôi anh chị ha. Rồi xin chúc cho anh chị một ngày mới tuyệt vời nhá. Anh chị nào chưa làm thì làm ngay, nếu mà làm rồi thì mình hãy tiếp tục và hãy lan tỏa thật là nhiều, là hãy chia sẻ cho mọi người anh chị nhá. Cảm ơn chị Bảo Ngọc nhá. Vâng ạ, chị Bảo Ngọc lưu thêm cái số này của em lại chị Ngọc nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị, bye bye.